Xin chào mừng tất cả quý vị, chào các anh chị trong nhóm 8 cuối tuần, chào tất cả các bạn trẻ, đặc biệt chào các em sinh viên. Hôm nay mình rất là vui khi được trở lại với mọi người với số 824. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình lại được gặp nhau và được gặp mọi người, được chia sẻ những cái điều mình trăn trở, những điều mình ưu tư. Mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian, cũng như cảm ơn tất cả các em, các bạn trẻ đã dành thời gian quý báu cuối tuần để cùng ngồi gặp nói chuyện của chúng ta chia sẻ hôm nay. Đặc biệt xin cảm ơn các anh chị trong nhóm 8 cuối tuần đã cùng luôn luôn đồng hành với nhau trong giây phút này. Chào chào mắt ba màu mắt ba màu rồi Xuân Vĩ, mình sẽ cố gắng nói lớn chút nữa lớn chút nữa, không biết sao nó cái nhỏ thế này không hiểu được, bình thường cũng hùng hồn lắm mà. Mình sẽ cố gắng nói lớn hơn. Thưa các bạn, quý vị, như chúng ta biết thì lần trước mình nhớ là số 8 thứ 21 thì phải, mình đã nói đến một chủ đề mà liên quan đến trực tiếp đến những chị em phụ nữ. Nếu các bạn cảm thấy mà nhỏ thì các bạn cho mình xin ý kiến nha, mình sẽ điều chỉnh lớn hơn tí xíu nữa. Mắt ba màu, chào em. Cái chủ đề 21 á, mình nói về cái việc sinh viên làm mẹ, thách thức đánh đổi. Mình đề cập trực tiếp đến những trường hợp những chị em là công nhân nhập cư, hay công nhân hay là sinh viên, những bạn nữ đã trót có thai, sau một cuộc tình gì đó, rồi bị chối bỏ, bị gia đình ruồng rẫy, bị người tình không thừa nhận, bị cộng đồng dị nghị. Và cái chủ đề đó thì những người phụ nữ đó, những chị em đó đã can đảm giữ con của mình. Và trong quá trình tiếp cận với những chị em đó, mình cảm nhận được những tâm tình, những điều mà chị em đó phải đương đầu, phải vượt qua. Và hôm nay cái chủ đề thứ hai mình muốn nói tiếp với cái với tất cả mọi người, muốn gửi đến các bạn. Xin chào Huyền Trân. Trần Huyền á. Rồi, nói lớn nữa, mình sẽ cố gắng nói lớn chút nữa ha. Và chủ đề hôm nay mình nói thì là nó lại liên quan tới một chủ đề mình đã nói trước đây. Có thể cái mạch nó không được vui tươi. Nó lại lắng đọng, nó hơi lắng một chút, hơi buồn một chút. Nhưng hôm nay chủ đề hôm nay mình đặc biệt dành đến cho những bạn, những chị em mà đã can đảm giữ con của mình. Đã can đảm vì vượt qua tất cả những cái áp lực, những cái khó khăn, những cái trở ngại. Ồ, chào Lê Nhi. Em chào cô Trầm, cô giáo từ cấp 3. Những bạn đó đã vượt qua những khó khăn, những trở ngại của mình để mà giữ con của mình. Và hôm nay mình lại tiếp tục chủ đề mình nói dành riêng cho những bạn đó, những chị em đó. Bởi vì thực tế những chị em mà đã lỡ do một nguyên nhân nào đó mà đã phải bỏ con của mình á, thì thông thường thì vết thương với bản thân mình thì mình trong tham vấn thì mình nghĩ rằng là khó trị liệu, khó lành hẳn lắm, mà nó chỉ tạm lắng rồi một cái có điều kiện đó nó lại lại bộc phát lên. Cho nên chủ đề hôm nay mình dành riêng, tặng riêng cho những chị em đã can đảm giữ con của mình, tặng riêng cho các em, các chị, những người mà trong cảnh huống nào đó vẫn cố gắng, vẫn nghị lực phi thường, bằng tình yêu, bằng lý trí, bằng tình cảm, can đảm giữ con của mình. Chào Lê Nhi nè. Lê Nhi, chủ đề hôm nay mình muốn nói cho mọi người cùng chia sẻ với nhau, đó là chủ đề liên quan đến việc dạy con yêu thương khi đã bị chối từ. Như quý vị và các bạn cũng biết ấy, thì có một gia đình rồi sinh một đứa con, đó là kết quả mong muốn của tình yêu. Bởi vì cái sâu xa của hôn nhân của chúng ta thì nó thật thì trường sinh vẫn là điều mong mỏi nhất, ai cũng cần điều đó. Có một vài trường hợp không thể. Nhưng với những chị em phụ nữ á, với những chị em mà phụ nữ mà có thai mà trong cảnh huống bị chối bỏ như vậy, họ phải vượt qua, như ta biết họ vượt qua rất nhiều khó khăn đúng không nè, họ phải nói chung là họ phải đương đầu rất nhiều sóng gió. Nhưng mà bây giờ họ phải làm sao để họ dạy con họ biết yêu thương cả, cái đó mới khó các bạn. Một thai kỳ bình thường
Chào Maria Lan Phạm. Một thai kỳ bình thường, có chồng, có con, có chồng, có gia đình, nội ngoại hai bên. Người mẹ cũng phải vật vả, cũng phải mệt mỏi, cũng phải có những cái người ta gọi là khủng hoảng tâm lý trong thai kỳ, thậm chí là trước sinh và sau sinh nữa. Huống hồ chi một người phụ nữ mà họ phải đơn độc. Tôi muốn nói đơn độc đây là đơn độc trong cái cảnh là trong cảnh huống là không được bạn tình ở bên cạnh, không được người nhà ủng hộ, phải một thân một mình. May mắn thì có sự nỗ lực hỗ trợ của một số cộng đoàn bên ngoài. Dạ em chào chị Lan Hải, trong gia đình tám. Thì những người đó chúng ta biết rằng họ phải nỗ lực nhiều lắm, mà nỗ lực của họ là họ phải cưu mang, họ phải yêu thương cái giọt máu họ đang mang trong người, họ phải yêu thương chính mình. Và cái điều quan trọng hơn là họ phải sinh con ra, họ phải dạy cho con họ biết yêu thương nữa. Ồ, Bảo Nguyên, chào Bảo Nguyên. Họ phải dạy con họ biết yêu thương. Khó không các bạn? Các bạn không biết thấy khó nha, tôi là thấy khó lắm á. Tôi thấy rất là khó, chào Bảo Nguyên nha. Rất là khó là ở cái chỗ là tôi gặp một cái ca như thế này, kể câu chuyện thật với các bạn luôn, một cái ca. Thầy ơi, sao mà yêu thương được? Cảm thấy mình mang một cái cục nợ. Cái người mà gây hậu quả cho mình bây giờ thì họ không hề biết tới trách nhiệm. Họ không biết biết trách nhiệm. Và bây giờ cứ một mình phải tủi nhục, một mình phải cưu mang, một mình phải tất cả mọi cái để cưu sinh. Nhiều khi mình thấy mình mỗi lần mình nhìn mình vất vả, mình nghĩ lại mình thấy oán hận. Oán hận lắm. Ha? Mình oán hận vô cùng luôn. Và làm sao em có thể mà yêu thương được? Và khi có oán hận đó thì em lại bực dọc, em cảm thấy trách móc và em cảm thấy nhiều khi muốn trách móc cho chính đứa con mình cưu mang luôn. Đấy các bạn ạ. À. Đó là một trong những trường hợp, nhiều trường hợp đó các bạn mà tôi tiếp cận được. Bây giờ tôi phải làm sao? Và chúng ta phải làm sao đây? Để chúng ta phải đón nhận đứa con của các chị em đó, phải đón nhận đứa con trong tình yêu. Và họ phải dạy con họ yêu thương nữa. Các bạn thấy khó đó. Tôi thì thấy khó lắm. Tôi chỉ nói với họ như thế này, có những lý chứng, có những cái mà để chúng ta dựa vào đó, để chúng ta đủ sức mạnh, đủ cái can đảm để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương con mình, để từ đó con mình nó cảm nhận được nó được yêu thương và nó sẽ yêu thương người khác. Và nếu tôi nhớ không lầm, tôi đọc ở đâu một cái của triết gia Hy Lạp thì phải, ông ta viết rằng là cái hành trình cuộc đời con người ta, có lẽ cái mà cuối cùng cái người ta được mang đến cuộc đời này và mang đi cho hết suốt cuộc đời này không có gì ngoài tình yêu hết. Và tình yêu là cái mà tất cả mọi người đều trong đời, dù nó được thể hiện dưới hình thức nào, bất cứ cái chiều kích nào, thì tình yêu vẫn là mục đích tối hậu của sống con người ta. Vậy trở lại vấn đề, chúng ta biết rằng khoa học chứng minh á, về thai giáo, cái này thì trong nhóm tháng cuối tuần chúng tôi rất vui, chúng tôi có chị Thúy, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, người viết cái chủ biên cái công trình rất là hữu ích về thai giáo. Thì người ta chứng minh rằng đứa trẻ nó cảm nhận được tình yêu ngay từ trong dạ mẹ, ngay trong dạ mẹ luôn. Và nếu như người nào mà có cái niềm tin tín ngưỡng đó, sâu sắc với một tôn giáo nào đó thì họ càng cảm nhận điều này sâu sắc hơn nữa. Tôi nhớ ở đâu đó tôi đọc thì tôi nhớ rằng ngay khi mà con được thành hình trong dạ mẹ thì ta đã biết đến con rồi, hình như ở đâu đó. Như vậy thì cái đứa trẻ nó cần yêu thương lắm. Mà trong khi trong cái cảnh huống này là nó đang phải chật vật, nó đang cùng mẹ nó vượt qua những áp lực, vượt qua những cái tiếng gièm pha của cộng đồng, vượt qua những cái lời ghẻ lạnh của gia đình, một lời trách móc, thậm chí vượt qua được cái mà mẹ nó phải đối diện, đó là việc học có thể chững lại, công việc có thể bị ngừng trệ, công danh sự nghiệp tất cả mọi cái đều đánh đổi hết. Vậy thì phải nói như thế nào để con mình được yêu đây? Như các bạn cũng biết thì cái chu trình của một thai kỳ trọn vẹn, ông bà mình nói 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, được đứa trẻ được nuôi bằng máu của người mẹ trong bụng, rồi ra đời được bú bẩm, được dinh, được nuôi dưỡng từng giọt dòng sữa của mẹ, từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng lời ru, tất cả đó diễn tả một tình yêu dai dẳng của người mẹ
cứ tiếp tục từng ngày hun đúc đứa con của mình. Bây giờ cái tình yêu đó, người mẹ đơn thân, người mẹ bị chối bỏ, thậm chí đứa con cũng đang bị chối bỏ. Hai cái thực thể gắn kết vào nhau đó, cái bào thai đang ở trong dạ mẹ đó, nó cũng cảm nhận khí huyết của người mẹ, khí quản của người mẹ, tâm tính của người mẹ, ha, từng cảm xúc, ha. Và như vậy thì người mẹ giận, đứa trẻ có biết không? Khoa học chứng minh rồi các bạn, biết. Người mẹ buồn, đứa trẻ có biết không? Biết luôn các bạn à. Người mẹ đau khổ, người mẹ vui sướng, người mẹ thăng hoa, đứa trẻ đều biết hết. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các chị em á, những người mà tôi đã gặp á, những ca mà tôi tiếp xúc á, vậy thì bây giờ mình yêu thương con mình dạy con mình yêu thương như thế nào đây? Tôi nói thật nè, tôi chưa đọc thấy cuốn sách vở nào mà phương pháp luận cứ khoa học á, để viết một cách cụ thể rằng trong trường hợp những đứa trẻ bị chối từ như thế này á, thì người mẹ sẽ dạy cho con mình yêu thương ra sao. Tôi chưa đọc được, tôi thật á, tôi chưa đọc được, nên tôi nói tôi chưa tiếp cận được. Có thể là có đâu đó mà tôi tiếp cận được, nhưng mà bằng cái hành trình mà tôi tiếp cận, tôi làm việc, tôi tiếp xúc với những ca như thế, tôi tự rút ra mình những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Và có những ca, những chị em đó họ cảm nhận được, họ cố gắng, họ họ rất là cố gắng để mà họ có thể yêu thương đứa con của mình. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn họ nói đó là ý thức về một gia đình, ý thức về một gia đình lớn hơn một gia đình thực thể mà một người mẹ hay một đứa trẻ có như bình thường tất cả. Một gia đình bình thường là vợ chồng cưới hỏi, sinh con, kết hôn với nhau, rồi kết quả của tính dục, có thai, bào thai tượng trưng, tự thành, được nuôi dưỡng, được gia đình hai bên, tất cả một cái đó gia đình bình thường. Tôi thấy với tôi dùng từ bình thường trong nháy, không phải là. Còn bây giờ trong tình huống này thì một ý thức về gia đình quan trọng lắm. Vậy thì gia đình của người mẹ và đứa trẻ trong cảnh huống đau thương này, trong cảnh huống sẽ là gì đây các bạn? Sẽ là gì đây? Tôi thường viện dẫn một gia đình thiêng liêng. Một gia đình thiêng liêng nó rộng lắm, nó rộng vô cùng luôn. Có khi cái đứa trẻ đó nó được một người mẹ đó được một cái cơ sở nào đó cưu mang, và chúng tôi có mạng lưới rất là nhiều các bạn. Chúng tôi chỉ cần điện thoại, các bạn chỉ cần lên tiếng, những người mẹ, những chị em đó cần. Tôi muốn nói ở đây có nhiều người nói với tôi là khi thầy nói như vậy chẳng khác nào thì vạch đường cho hươu chạy, nghĩa là cứ buông xuôi đi rồi hậu quả xảy ra sẽ người không không phải đâu các bạn. Tôi không nghĩ như vậy, mà chúng tôi chỉ nghĩ rằng không ai muốn cái điều xấu đó xảy ra, cái điều đó xảy ra, nhưng đã xảy ra rồi thì chúng ta phải làm cái gì tốt nhất cho cái điều đó, chứ không phải chối bỏ cái điều đó. Cho nên chúng tôi tìm cách, chào Ngân Kim, chúng tôi tìm cách hỗ trợ các bạn hết mình. Vậy thì gia đình thiêng liêng đây nó lớn vô cùng. Cái thực thể gia đình thiêng liêng nó không có giới hạn. Và người mẹ và đứa trẻ đó sẽ được đón nhận những chú bác, những anh chị, thậm chí là nếu là các tôn giáo ở các nhà thờ có các bà sơ, các cha ở trong các chùa được các ni cô, các tăng, các ni, thậm chí là rất nhiều nữa. Thậm chí tôi nhớ cách đến đây mười mấy năm tôi còn giới thiệu cho những cái ca mà được nhận đỡ đầu ở Pháp, ở Bỉ, ở nước ngoài các bạn. Gia đình thiêng liêng người ta sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí người ta không cần biết như thế nào, người ta chỉ cần biết là mỗi tháng người ta sẽ hỗ trợ như vậy đó, thậm chí có khó khăn gì. Điều này lớn hơn các bạn, các bạn theo tôi nói đây là một cách để mà đứa người mẹ và đứa con cảm nhận rằng mình vẫn được yêu thương, mình vẫn được yêu thương. Và vậy thì mình được yêu thương thì tại sao mình không yêu thương con mình? Và chính khí khoảng mình yêu thương đó làm cho đứa con nó cảm nhận nó được thương yêu, nó cảm nhận thương yêu. Và khi nó cảm nhận được thương yêu đó, nó sẽ bắt đầu ra đời trong một tâm thế khác hoàn toàn với tâm thế sự bực dọc, sự hối hận, sự đau xót. Đương nhiên để làm điều này thì người mẹ nỗ lực nhiều lắm các bạn.
nỗ lực nhiều lắm, nỗ lực vô cùng luôn. Và thậm chí là chúng tôi thường nói với nhau là khi mà gặp được một ca như vậy, chúng tôi không dám buông họ ra, chúng tôi phải luôn luôn tìm cách là nối kết và nối kết, để làm để cho người mẹ đã cảm thấy họ họ không bao giờ bị đơn độc. Họ có thể bị chối từ chỗ này chỗ kia, nhưng mà bên trong ngoài xã hội này họ còn rất nhiều chỗ đón nhận, họ không bị đơn độc. Rồi cái yếu tố thứ hai tôi muốn nói, ngoài gia đình thiêng liêng rộng hơn một gia đình thực thể, thì đó là hành trình yêu thương. Hành trình yêu thương tôi nói đây là một chu kỳ thai kỳ phi thường mà người mẹ trong cảnh huống đặc biệt này phải đối diện, một chu kỳ phi thường đó. Tôi muốn nói là kỳ phi thường, phi thường bởi vì là chị em đó phải phải cố gắng hết mình luôn, phải vận động tất cả những cái tâm tư tình cảm, thậm chí là có những ca các anh chị biết là phải vừa làm vừa học, vừa làm vừa mưu sinh, rồi nhiều cái đấy là nhiều cái nỗi lo lắm, phi thường lắm. Rồi một cái điều, cái chu kỳ, cái thai kỳ phi thường này nó được diễn ra trong cái sự hỗ trợ từ nhiều phía, tôi dám chắc điều đó, hỗ trợ từ nhiều phía các bạn. Tôi có một bác sĩ, tôi không dám nói ra, một bác sĩ trước đây chị ta cũng đã từng làm cái việc là, nói chung thì tôi không lên án chuyện đó xấu hay tốt, tôi không dám lên án à, tôi không lên án à, đó là giải quyết vấn đề cho những chị em lỡ, giải quyết vấn đề đó, tôi dùng từ giải quyết vấn đề thì chắc mọi người hiểu ha. Bây giờ thì cái chị bác sĩ đó vẫn nói với tôi là tới bây giờ mình vẫn cứ, bây giờ chị không làm nữa, có biến cố vậy chị không làm nữa, và một điều xảy ra thì sau khi đó thì chị lập gia đình thì nó không phải là hậu quả mà chị vô sinh, chỉ vì vô sinh can thiệp nhiều lắm mà chị vẫn không được, thì bây giờ chị cảm thấy day dứt, chị nghĩ là chắc đó do mình. Tôi nói với chị là không hẳn như thế, không hẳn như thế, nhưng mà nó để lại cho chị một cái di chứng tâm lý, tới bây giờ chị vẫn hối hận về những việc chị làm. Cho nên cái sự hỗ trợ từ nhiều phía này các bạn, không phải là người ta hỗ trợ để người ta, các người mẹ, những chị em đó, tôi nói là không phải hỗ trợ cho em, hỗ trợ cho chị vì họ muốn đánh một tên tuổi, một danh thông tiếng tốt gì đó các bạn, không, họ không nghĩ, không ai nghĩ như thế hết, mà họ chỉ nghĩ một điều rằng là họ muốn làm một cái việc là sự yêu thương, và cái chớp đỉnh của yêu thương đó chính là sự sống, không có yêu thương nào mà đi ngược sự sống đó. Cho nên điều đó làm cho mọi người cùng với các chị em làm điều đó. Vậy thì sự hỗ trợ nhiều phía là một trở lực. Lê Nhi nói đúng rồi đó, Lê Nhi nói đúng rồi đó ha, một cái trở lực, một một cái nguồn trợ lực rất là lớn. À, một cái trong mà cái hai cái thai kỳ, cái hành trình là phi thường, hành trình yêu thương này á, đó là chính là cái nỗ lực bù trừ bằng tình cảm của người mẹ dành cho người con, nỗ lực lắm các bạn, vì người mẹ lúc này đóng hai vai trò, tôi nói các bạn hai vai trò, thậm chí nhiều vai trò nữa, vai trò mẹ với cái thai nhi mình mang, vai trò bố có không các bạn, có đúng không nè, vai trò bên ngoại bên nội cũng có luôn, nhiều vai trò lắm. Và như vậy thì phải 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 nỗ lực nhiều lên để đứa trẻ nó được cảm nhận, nó được bù trừ cái tình cảm, những nó thiếu thốn, nó thiếu thốn tình cảm của người cha người mẹ dành cho nó. Tôi muốn nói tất cả điều này để các bạn, để sau đó khi nói tiếp với các bạn là tại sao cái sự bù trừ này quan trọng ha. Cái sự bù trừ này để đứa trẻ nó cảm nhận rằng nó được yêu thì nó sẽ khi nó được yêu thì nó sẽ yêu người khác. Cái tương quan yêu thương nó có hai chiều các bạn, nó không phải dành cho chính mình không, mà nó còn dành cho người khác nữa à, và sự tương hỗ trong yêu thương thì người mẹ phải nỗ lực nhiều lắm, tôi nói với. Và khi người mẹ đã chọn giữ con của mình thì không có gì mà chúng ta không dám đánh đổi, không dám đánh đổi à, có những ca tôi đồng hành là vất vả gian nan, quyết định các bạn, quyết định sau khi quyết định xong rồi khi mà đi đưa đi bác sĩ khám á các bạn, xong cái khi kết quả siêu âm thấy bé lớn, hàng ngày bác sĩ nói khám, cái bác sĩ nói hôm nay bé được 200 gram nè, cái lần sau lên khám bé được 230, cái khi mà siêu âm, mà nhất là siêu âm màu các bạn, siêu âm 4D, cái thấy bé cự quậy, cái có nhiều em phấn khởi lắm, thầy ơi bác sĩ ơi thấy hả, đây 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 là con em, vân 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 con em hả, đúng rồi cảm thấy vui. Thì tôi nói đấy, đó là những cái tình cảm bù trừ các bạn, các bạn sẽ cảm thấy rằng các bạn đã làm một cái việc mà một người đàn ông không làm được đâu các bạn,
Thậm chí một cỗ máy hiện đại tới cỡ nào không làm được chuyện đó đâu. Mà người mẹ làm được chuyện đó, chỉ người mẹ. Người mẹ mới làm được cái điều đó. Người mẹ, bởi vậy người ta gọi là thiên chức mà các bạn. Người mẹ làm được cái điều là từng ngày cảm nhận được sự lớn lên, cảm nhận được tình yêu ha, dành mình dành cho con. Tiếp tục một cái nữa tôi muốn nói là yêu thương từ trong ý nghĩ. Để mà biết cho con mình yêu thương thì từ trong ý nghĩ người mẹ phải cố gắng tập yêu thương. Dạ, xin chào Nguyễn Lam. Yêu thương từ ý nghĩ là gì? Là khi mà những ca mà chúng tôi đã gặp rồi thì cố gắng giúp cho chị em hạn chế những ý nghĩ tiêu cực. Tiêu cực lắm các bạn, thật sự tiêu cực các bạn. Làm sao không tiêu cực được? Tương lai là gì đây? Ha? Gia đình, chồng con. Rồi thậm chí sinh đứa con ra rồi á, tương lai mình là sao? Nuôi mụn con ai sẽ lấy mình? Vân vân, có nhiều cái hạn chế nghĩ tiêu cực. Mà thậm chí những trường hợp là đắn đo suy nghĩ nuôi con hay cho con nè các bạn. Tôi cũng từng giới thiệu cho nhiều trường hợp cho con nuôi. Người nước ngoài, người Việt Nam vậy tôi chỉ là thì dịch xong cái phương hỗ trợ và có một cái những người hỗ trợ pháp lý về chuyện đó. Nhưng mà điều là ở Việt Nam mình thì nó xảy ra trường hợp các bạn nè. Có trường hợp cho con xong rồi hối hận. 6 tháng, 1 năm hối hận. Cái thế là cứ vật vã vật vưởng theo cái gia đình mình đã cho con. Thậm chí là sinh con lại nữa. Và khi họ sinh con lại, sinh mà con lại, các anh chị biết hệ lụy là gì không? Cái gia đình mà sinh con, họ không có thể họ không có thể khả năng nuôi sinh con được. Nên họ phải sinh con nuôi. Và khi họ sinh con nuôi thì họ dành tất cả tình thương cho đứa con đó. Bây giờ họ giữ con thì giữ cũng được. Về mặt tình cảm, họ không có quyền ngăn cản cái máu mủ được đoàn tụ. Nhưng mà trả con lại thì họ cảm thấy hụt hẫng, họ cảm thấy thất vọng, họ cảm thấy tổn thương. Và đứa trẻ cũng sẽ bị tổn thương. À, bây giờ thì sao bây giờ? Gặp những trường hợp như vậy. Cho nên tôi nói với những cái ca mà tôi gặp, các em, các chị phải suy nghĩ thật kỹ. Cái đứa trẻ mà mình sinh ra, nó là máu mủ của mình. Cho mình có dứt khoát được hay không? Hay mình không đủ khả năng để dứt khoát? Còn khó khăn, hôm trước tôi nói rồi đó, khó khăn trong hiện tại hay tương lai, khó khăn hiện tại có thể sẽ vượt qua hết, nhưng mà nói khó khăn tương lai để quyết định, tôi không đồng ý quan điểm đó. Vì tương lai không có gì chắc chắn. À, cái điều thứ hai mà yêu thương từ trong ý nghĩ là các người mẹ hãy nghĩ tới vui phút hiện tại. Vui phút hiện tại là sao các anh chị? Các chị biết không? Vui phút hiện tại là hôm nay mình được người này hỗ trợ mình. Mình được cô kia, mình được gặp cho mình hướng đi. Thậm chí tôi nói thật với các bạn, những cái ca mà được cái phái đình chăm sóc thai kỳ tốt nữa. Tốt, rất là tốt luôn. Để cho gì? Để cho những em đó được một cái gì là chăm sóc những cái gì tốt nhất dành cho đứa trẻ chào đời. Và phút hiện tại như vậy thì mình hãy vui đi. Vui đi. Đừng có nghĩ nhiều. Vui hiện tại để con mình nó cũng vui trong hiện tại. Ngày nào con vui, ngày nào mẹ vui con cũng vui. Các bạn có nghe cái cuốn là Nhật ký một thai nhi chưa? Các bạn có nghe bé Bảo An hát á? Các bạn đọc đi, các bạn nghe các bạn sẽ thấy. Trời ơi, đứa trẻ trong mình màu nhiệm lắm. Màu nhiệm lắm các bạn, chúng ta không lý giải hết được đâu. Thì vui phút hiện tại đó làm cho người mẹ phấn chấn hơn. Người mẹ, tôi hay dùng hình ảnh này để tôi nói cho các ca đó như vậy nè. Các em, các chị hãy cầm cái đèn dầu trong tay, đừng cầm đèn pin. Cái đèn dầu thôi. Đèn học dịch á, hồi xưa mình dưới quê cái đèn học dịch đó các bạn. Các bạn còn nhớ không biết, các bạn nhớ cái đèn học dịch đó. Là cái đèn dầu nhỏ này mình cầm, hồi xưa bác học dịch á thì hay để trong cái thúng á các bạn, để cái thúng. Là kêu đèn học dịch. Nhưng mà nó cái thật sự cái bóng nó như cái học dịch vậy, thắp bằng dầu. Thì mình đúng rồi, hình như tâm lý người mẹ hay lo xa, rất là lo xa. Cho nên bây giờ mình hãy đổi tâm thế, phải cố gắng đổi tâm thế. Cầm cái đèn dầu á, liền mình bước bước nào, có những người hỗ trợ mình bước chắc bước đó. Và tiếp tục từng bước một. Còn mới cầm cái đèn pin á, là mình pha xa đó. Mình pha xa thì mình sẽ tạo cho mình một viễn ảnh. Một viễn ảnh mình không chắc chắn được cái gì hết. Và thậm chí mình sẽ lo. Thứ hai, về mặt tương tác á, cầm đèn pin mà pha xa, nó làm chói mắt người đối diện. Lóa mắt người đối diện. Nên cầm đèn dầu. Vui phút hiện tại. À. Cái thứ ba mà trong yêu thương ý nghĩ
là người mẹ hạn chế nghĩ nhiều về tương lai quá nhiều. Hãy như là hạn chế nghĩ nhiều về tương lai, nếu vui phút hiện tại thì hạn chế nghĩ nhiều về tương lai. À, trong tâm lý các bạn đọc sách thì các bạn cũng thấy rồi là hiện tại quyết định của tương lai. Nếu hiện tại mà vun đắp yêu thương đầy đủ thì tương lai nó sẽ khác hẳn. À, những nguồn lực hỗ trợ, những cái cơ sở như nguồn lực hỗ trợ cho các mẹ, các chị em, đó chính là một bước đệm để tương lai khác. Đúng rồi, khó lắm Lê Nhi. Khó nhưng không thể nói là không làm được. Cái bài chia sẻ hôm nay mình nói các bạn mình dành riêng cho các chị em mà đã chọn giữ con của mình. Những chị em mà mình đã tiếp xúc và chọn cách giữ con của mình để nhân tâm thế để có thể ha. Một điều nó muốn chia sẻ với mọi người là đón nhận sự giúp đỡ một cách an vui, đừng nghĩ ngợi gì hết, một cách an vui. Có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho các chị em, họ giúp đỡ một cách nhiệt tình như không, thậm chí có những người họ sẵn sàng họ mở một lối đi luôn. Họ nói là sinh con ra nếu mà không nuôi được thì đứa họ nuôi. Tôi biết được có một cái chị, tôi biết có một chị sẵn sàng nuôi con, nuôi trong bao nhiêu năm, nuôi trong 3 năm, 6 tháng, 10 năm, chỉ để nuôi, chỉ nuôi cho. Rồi sau đó người mẹ cảm thấy khi nào muốn bắt con thì quay lại bắt con. Người ta sẵn sàng như thế luôn. Người ta sẵn sàng. Có những trường hợp như thế. Vậy thì mình hãy đón nhận đi. Vì sao mình đón nhận điều đó các chị, các bạn biết không? Vì mình đang vì một cái lớn hơn mà mình phải đánh đổi. Đó là sự sống. Và sự sống đó được cưu mang bằng chính máu của mình. À, cái này mọi người để nói với tôi nữa nè. Có chị em nói với tôi, cái đó đâu phải một mình em đâu. Nó là kết quả của hai người, tại sao có mình em chịu? À, cái này các bạn. Cái này thì tụi nó đàn ông chúng tôi nợ phụ nữ. Nói thật, phụ nữ nợ các chị em. Chúng tôi có thể hầm hổ nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi không làm thay vai trò chị em. Chúng tôi chỉ là những người hỗ trợ hết mình có thể được, những người làm cha, làm bố. Còn lại sự yêu thương bằng máu của các chị em. Cho nên là các anh chị, các chị em mình đón nhận giúp đỡ cách an vui. Nhiều bàn tay giúp đỡ các anh, các chị em, các em lắm. Vậy thì an vui nhận. Vì người ta giúp đỡ đó không phải là người ta nghĩ cái gì đâu các chị, người ta không không cần sự đền đáp đâu các chị. Các chị em. Mà người ta chỉ mong một điều rằng cứu được một mầm sống, và mầm sống đó trong một tương lai mình không biết mầm sống tương lai sẽ là gì. Có ai biết được đâu. Đúng không các bạn? Không ai biết được hết. Ha. Cho nên chúng ta hãy an vui đón nhận sự giúp đỡ. Và cái một điều mà tôi muốn chia sẻ thêm đó là có một niềm tin hay một đức tin. Cái này tôi nói yếu tố trong trị liệu tâm lý các bạn, nó có một cái phương pháp trị liệu, người ta gọi là trị liệu bằng tâm linh. À, trong trong nghề chúng tôi á, trị liệu tâm linh nghĩa là dùng tôn giáo, yếu tố tôn giáo tín ngưỡng làm yếu tố trị liệu. Thì trong những cái ca này á, thì thông thường chúng tôi phải dùng yếu tố này. Vì mỗi người chúng ta ở Việt Nam chúng ta văn hóa đạo thờ ông bà, đạo cổ tiên ta thờ ông bà. Nhưng ngoài ra chúng ta mỗi người chúng ta đều có một người thì theo Phật giáo, theo Cao Đài, người thì theo đạo Tin Lành hay kia hay là Thiên Chúa giáo gì đó, tất cả đều có một cái niềm tin. Hay là chúng ta thờ một cái đấng nào tôi không biết người nào. Nhưng mà cái đó là một trợ lực đó các bạn. Cái đó là một niềm trợ lực. Cái đó là trợ lực. Đúng rồi Huỳnh Như. Làm ban ơn, đúng rồi, người nghe nghĩ sẽ làm ban ơn. Bây giờ mình hãy làm sao mình cố gắng mình hãy vì cái lớn hơn cái ơn đó. Mình hay nghĩ tới một điều rằng chúng tôi nói rằng cái người mà giúp chúng ta đó, họ không nghĩ chúng ta ban ơn mà họ nghĩ tới một điều là giúp chúng ta bởi vì cái sự sống lớn hơn cái ơn mà người ta có thể được mang. Ha, lớn người ta được mang. Cái ơn nó lớn hơn cho người ta được mang các bạn. Cái sự sống thì lớn hơn. Cái lời cảm ơn, không có lời cảm ơn nào bằng sự sống ấy. Quà cáp nào bằng sự sống đâu. Ha, khi mà những người mà chấp nhận, tôi nói như từ khi mà những người đã chấp nhận dấn thân ra con đường mà vì sự sống này các bạn, thì họ nghĩ khác, và khi khác nhiều nha, họ nghĩ khác, họ không nghĩ cái chuyện này đâu. Trở lại vấn đề xíu nha, trở lại vấn đề cái mặt đó là có một niềm tin, một niềm tin nghĩa là người mẹ đó phải nghĩ tới một điều rằng là Phật thì cái chữ duyên, đứa con là cái duyên mình được gặp. Còn người công giáo như chúng tôi á thì đó là một sự, một chương trình
một ân ban, một quà tặng. Một quà tặng. Mà quà tặng thì các bạn biết rồi, người người bạn tặng quà chúng ta đó, chúng ta đã có lựa chọn chỉ định là ê, tặng cho tao cái này nha. Không, cái đó đó ha. Thường thường quà đâu biết quà là gì. Ha, khui ra rồi mới biết. Không thích thì không thích cũng là quà. Nhưng ở đây nó khác. Ở đây cái là một sự sống nó còn phong nhiêu hơn nữa, nhiều phong hơn nữa. Không thể giải thích một cách nó ngắn gọn để hiểu rằng cái giá trị sự sống nó như thế nào. Cả thưa các bạn là cả một trường phái triết học để nói về sự sống nó như thế nào, nhiều trường phái giải thích lắm, nhưng ở đây muốn nói rằng là nhìn cái yếu tố niềm tin để con người ta cảm nhận rằng chính cái yếu tố niềm tin đó để mẹ con đón nhận, mẹ gặp con hay con gặp mẹ là một cái duyên số. Và cho dù cả người thân hay cha con có bỏ con đi nữa thì vẫn còn một cái đấng vô biên, tôi dùng tạm dùng từ vô biên ha, đấng đó sẽ tìm cách yêu thương. Mà trong triết học á, người ta dùng từ quan phòng, tôi xin lỗi, tôi hay hay dùng cái nó hơi chiên chứ, sẽ yêu thương bằng cách này cách khác để nâng đỡ hai mẹ con chúng ta. Vậy thì mình hãy nghĩ tới một câu chuyện nè, nếu mà người có niềm tin hay nghĩ nè, vậy thì cái người mà gửi đến, cái người mà giúp đỡ chúng ta đó, đúng không, cái người mà đến giúp đỡ chúng ta là một người được gửi đến đấy, tới niềm tin là một người được gửi đến, và người ta được gửi đến thì người ta phải làm tròn cái sứ mệnh của người ta, đúng không các bạn, à làm được sứ mệnh của người ta đó. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng yếu tố của niềm tin. Chính cái yếu tố niềm tin này nó giúp cho dù trong cảnh huống nào, nghịch cảnh nào, người ta cũng cũng cảm nhận rằng người ta không bao giờ bơ vơ. Cảm ơn bạn Vương Lên ha. Không bao giờ bơ vơ ha, người bơ vơ, người ta sẽ nhìn nhận rằng những người mà mình dùng từ ân nhân, tôi hay dùng từ ân nhân, nhưng mà tôi ít dùng từ ân nhân mà tôi dùng cái từ là những người hỗ trợ à, mà tôi mới dùng đối tác nữa, trong chúng tôi hay làm việc nhau tôi hay dùng đối tác á, đối tác chiến lược hay đối tác gì đó, đối tác, dùng từ đối tác, thì cái đó những người đó họ 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 họ, họ chấp nhận, họ đến và giống như họ đến giống như một sứ mạng, ý tôi niềm tin đó, họ đến như một sứ mạng, một sứ mạng của họ là trong giai đoạn này họ có sứ mạng sẽ nâng đỡ cho mẹ con của em. Vậy thì không có gì phải nặng nề trong ân nghĩa hết ha. Và trong yếu tố niềm tin lại nói nữa là không có một niềm tin nào, một tín ngưỡng, một tôn giáo nào mà lại không bảo vệ sự sống. Các bạn đồng ý không? Sự sống là tối thượng mà. Cho dù các bạn tiếp cận dưới một góc độ tôn giáo nào tôi không biết, niềm tin thì sự sống vẫn là tối thượng. Vậy thì những sứ mạng được gửi đến phục vụ sự sống là sứ mạng lớn lao. Và khi người ta làm cho việc đó, người ta cảm thấy hãnh diện. Các bạn hãnh diện, tôi mà tôi làm được điều đó tôi vui lắm, tôi khi làm được cái điều gì đó mà liên quan sự sống, giúp một ai gì đó khỏi một ca mà mầm sống không bị chối bỏ là tôi vui lắm, à tôi cảm thấy tôi vui ha. Một cái điều nữa là tôi muốn nói tới các bạn, các chị em, à, khi mà nói đến nghe các chị em của mình đó là nêu gương cho con, cái này khó á. Bản thân một người mẹ bình thường có vợ có chồng mà nêu gương cho con hàng ngày cũng khó, nhưng huống chi trong thai kỳ á các bạn, trong cảnh huống này nỗ lực lắm, trong ngôn từ, trong cử chỉ, trong hành động, tất cả mọi cái à, cho con nó cảm nhận rằng dù trong cảnh huống cô đơn như thế đó nhưng mà mẹ nó vẫn yêu thương nó. Cái tình yêu đây không có thể hệ tại bằng vật giá trị vật chất nha các bạn, tôi nói thẳng luôn á. Một người mẹ sáng nay cho con ăn một tô phở, cái này tôi hay nói với sinh viên của tôi lắm á, sinh viên ha, những lớp sinh viên mà gặp tôi thì hay nói câu chuyện này nha, thỉnh thoảng á. Với một người mẹ sáng nay cho con một củ khoai lang, ai thương con hơn? Thế các bạn thì ai thương con hơn? Chắc chắn không thể so sánh tình thương giữa một tô phở và củ khoai lang, đúng không các bạn? Vì yêu thương trong hết những gì mình có thể. Người mẹ đã nêu gương rồi ha, cử chỉ hành động tất cả mọi cái để cho con cảm nhận yêu thương. Và xin kết thúc cái phần chia sẻ với các bạn như nè. Một hành trình
thai nhi, thai kỳ bằng tình yêu với những người chị em phụ nữ trong cảnh huống bị chối bỏ là hành trình phi thường. Và chính cái phi thường đó thì nỗ lực của yêu thương chính là trong hiện tại, chính là cái để quyết định trong tương lai đứa trẻ sẽ biết yêu thương. Bởi vì trong tình yêu nó có hai chiều, được yêu và yêu. Nghĩa là chúng ta được yêu và chúng ta cũng sẽ yêu lại. Vậy thì cái trải nghiệm về tình yêu chính là bài học quý giá để chúng ta yêu người khác. Thứ hai, vẫn cái chủ đề vẫn cái tôi vẫn nói lại như cái lần trước tôi nói. Hãy lên tiếng khi chị em gặp bất cứ vấn đề gì. Xã hội này không bỏ rơi chị em. Không ai bỏ rơi chị em hết. Người này không có, sẽ có người khác. Chỉ cần các chị em lên tiếng. Các chị, các em lên tiếng. Thứ ba, chị em tôi chốt lần nữa, các chị em không bao giờ cô đơn, đặc biệt vấn đề liên quan sự sống. Khi các chị em làm chuyện này, trong nhất thời gia đình các em các chị hay sẽ không sẽ cứ chưa cảm nhận, chưa đón nhận, chưa thể thông thông cảm, nhưng trong hiện tại và trong tương lai mọi thứ sẽ ổn hết. Tương lai không có gì biết trước, nên dạy cho trẻ yêu thương khi bị chối từ là dạy là người mẹ phải thực hiện cái sự yêu thương trước mắt. Người mẹ phải trải nghiệm cái yêu thương đó bằng nỗ lực phi thường. Tôi nói với mọi người rằng nỗ lực phi thường cho các chị như vậy. Tôi nhắm là nỗ lực phi thường. Thai kỳ tôi biết mà, khi em mang thai, thai nghén, thậm chí dễ cáu gắt, dễ bực bội gì đó vân vân và vân vân, thậm chí vậy. Nếu được sự hỗ trợ thì chiều chuộng, huống chi đi một mình. Cho nên trong những điều này thì hãy cố gắng lên tiếng, hãy cố gắng lên tiếng, đừng ngại ngùng. Bởi khi các anh chị em, các chị em mà lên tiếng, chính là các chị em đang mong muốn sự yêu thương, và chính mình được yêu thương, mình cũng sẽ đủ lực yêu thương con của mình. Thay cho lời kết, tôi xin nói một điều. Đứa trẻ không có tội gì hết. Giữ nó, giữ con chúng ta, để con chúng ta được sinh ra trong cảnh huống khó khăn là một nghị lực phi thường. Và nghị lực đó, hành trình đó được xây dựng trên yêu thương, được củng cố bằng yêu thương, là hành trình được hãnh diện trong tương lai. Và việc làm đó là việc làm của những giá trị đòi buộc sự đánh đổi. Cảm ơn những em, những chị em đã cho tôi được cơ hội gặp gỡ để tôi có thể cảm nhận, để tôi có thể chia sẻ những điều mình trăn trở và đúc kết để có thể chia sẻ với mọi người hôm nay. Xin cảm ơn thời gian quý báu của quý vị, của anh chị em tám cuối tuần, của tất cả các bạn giới trẻ, sinh viên, học trò gần xa đã bỏ thời gian quý báu cuối tuần để cùng với tôi nói một chủ đề liên quan đến bảo vệ sự sống. Và cầu chúc cho làm sao tất cả những chị em chẳng may rơi vào cảnh huống bị bỏ rơi đó luôn đón nhận được sự yêu thương của gia đình, của người thân, của những người xung quanh, để chị em can đảm sống yêu thương con của mình, để con mình lớn lên cũng biết yêu thương. Bởi vì dầu nó bị chối bỏ nhưng nó vẫn được lớn lên trong bầu khí của yêu thương yêu. Và như một lời bạc ngoài chút nha, tôi nói cái chia sẻ của chúng tôi hay của tôi ở đây không phải là một khuyến khích để nói rằng các em cứ buông thả đi để rồi hậu quả xảy ra sẽ có người hỗ trợ. Không, chúng tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng những chia sẻ của chúng tôi ở đây chỉ mong muốn rằng khi đã có một vấn đề xảy ra,
Bởi vì khi các bạn yêu nhau, các bạn không bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một kết cục bi thảm, đúng không? Đó là điều không mong muốn. Nhưng nếu đã là xảy ra rồi thì chúng tôi chỉ mong muốn hỗ trợ các bạn, đồng hành với các bạn để những điều tốt đẹp nhất sẽ được diễn ra cho các bạn và cho con các bạn trong tương lai. Vì tôi nói thật các bạn, dù bất cứ đứng trên quan điểm nào, tôi nói các bạn, với tôi thì sự sống vẫn là tối thượng, vẫn phải được bảo vệ dù bất cứ trong cảnh huống nào. Và nhất là sự sống của một mầm sinh, một sinh linh, một thai nhi hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Thì sự sống ấy cần phải được yêu thương bảo bọc nhiều hơn nữa. Tất cả những danh vọng, địa vị hay uy tín hay cái gì đó, tất cả mọi cái đó với tôi nó chỉ là cái chóng qua. Sự sống mới là tối thượng. Xin cảm ơn sự quan tâm, sự theo dõi của tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi tối cuối tuần còn lại an vui bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn lần sau. Cảm ơn mọi người.